Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì video hôm nay á, Combo muốn chia sẻ cho các bạn cách làm cái món cá bè chiên nước mắm giòn và rất là đẹp mắt ha. Gia vị thì rất là thơm ngon luôn. Món này thì ăn với cơm nóng thì rất là ngon luôn nha các bạn. Các bạn cùng vào bếp và nấu để mình trổ tài cho gia đình mình cùng thưởng thức ha. Và các cái nguyên liệu mà để chuẩn bị cho cái món cá bè chiên nước mắm này các bạn. Ở đây mình có một con cá bè. Thì con cá bè này mình mua về mình đã làm sạch cái phần ruột rồi nha. Và mình chà sơ muối để cho nó bớt cái nhớt ở ngoài, cho nó sạch con cá nha. Và các bạn khứa nhẹ trên thân cá hình cà rô của này nè, để khi chiên cá nó được dễ vàng và dễ chín. Khi mình cho nước mắm vào thì cá nó sẽ dễ thấm hơn nha. Và làm phần nước mắm thì ở đây mình sử dụng 5 muỗng nước mắm. Thì mình sử dụng 3 muỗng rưỡi đường nha. Ớt băm, tỏi băm các bạn sử dụng tùy thích nha. Nếu ăn cay mình cho thêm ớt. Và một ít hạt tiêu. 1 muỗng dầu hào, 1 muỗng tương ớt. Tương ớt giúp cho nước mắm của mình có màu đẹp và độ sánh ha. Bột ngọt mình sử dụng 1/5. Không ăn bột ngọt thì mình không cho vào cũng không sao nha. Bây giờ bắt đầu mình sẽ pha cái phần nước mắm trước nha các bạn. Cho hết tất cả cái nguyên liệu mình đã chuẩn bị sẵn vào cái chén nước mắm nha các bạn. 3 muỗng rưỡi đường nè. Ớt băm mình cho vào hết luôn nè. Tỏi băm các bạn cũng cho vào hết luôn. Một ít hạt tiêu cho vào luôn. Bột ngọt. 1 muỗng tương ớt mình cho vào luôn nha các bạn. Và 1 muỗng dầu hào. Cho vào 2 muỗng nước lọc nha các bạn. Trộn đều lên là được. Không cần phải tan đường ha. Tí mình nấu thì nó sẽ tan cái phần đường này ra. Và như vậy là mình đã chuẩn bị xong cái phần nước sốt mắm tí mình cho vào cá nha các bạn. Rồi sẽ cho dầu ăn vào chảo nha các bạn. Cho một lượng dầu để chiên cá. Dầu nóng lên thì mình sẽ cho cá vào chiên. Cho lúc dầu nóng nha các bạn. Cho lúc dầu nó chưa có nóng thì chiên cá nó bị dính chảo lắm nha. Và nếu mà có chảo chống dính thì mình nên sử dụng cái chảo chống dính ha. Và chiên cá với lửa vừa nha. Rồi dầu nóng thì mình sẽ cho cá vào chiên nha các bạn. Mình cho nhẹ để dầu nó bắn nha. Các bạn chiên cá với lửa vừa, mình để cho nó vàng hẳn một mặt ha. Để cá của mình nó nhanh vàng và nó không có bị dính chảo. Sau đó mình mới trở lại mặt còn lại mình chiên tiếp nha. Cái phần cá mình chiên thì các bạn dở nhẹ nhẹ lên. Nếu mà nó chóc rồi thì nó đã chín vàng rồi ha. Thì các bạn trở mặt còn lại và mình chiên tiếp nha. Và mình chiên cho nó vàng hẳn cái mặt còn lại nha các bạn. Hai mặt cá mình đã chiên vàng giòn rồi thì mình sẽ tắt bếp và mình vớt cái con cá này ra ngoài nha các bạn. Cái phần dầu chiên cá còn dư này thì mình sẽ múc ra ngoài bớt nha các bạn. Mình sử dụng một ít thôi. Mình sẽ nấu cái phần nước mắm. Phần dầu này mình để làm những cái món khác nha các bạn. Rồi cho dầu ra ăn ra bớt thì mình sẽ cho cái phần nước mắm vào mình nấu nha. Nấu với lửa nhỏ nha các bạn. Để cho cái nước mắm của mình nó không có bị cháy á. Rồi các bạn nấu cho cái phần đường này nó tan ra. Nước nó sôi lên thì mình sẽ cho cá vào để mình nấu. Nước mắm của mình sôi lên thì các bạn cho cái phần cá mình chiên giòn vào nha. Mình rim cho cái phần cá này nó được thấm nước mắm ha. Bạn xiên để mình chở mặt qua lại. Để hai mặt cá đều thấm nước mắm đều nha. Và mình nấu thêm khoảng tầm 3 phút nữa cho cái nước mắm của mình nó thấm vào cá và nó sệt lại, ăn sẽ ngon hơn nha các bạn. Nước mắm của mình lúc này nó bốc mùi là rất là thơm luôn á. Màu sắc rất là đẹp. Còn vài phút thôi là mình đã nấu xong rồi ha. Có một món cá bè rất là ngon để cùng thưởng thức với gia đình mình. Cách nấu rất là đơn giản. Nếu các bạn yêu thích cái món ăn này thì nhớ like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cho Combo Món Ăn nha các bạn. Mình chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video món ăn sau.